Nhìn môi như thế này thì có ai biết là mình vừa phun môi được 2 ngày rồi không? Đấy, hiện tại hôm nay thì bắt đầu nó hơi căng căng lại và nó khô khô. Đây, các bạn nhìn đây, nó bắt đầu có dấu hiệu hơi khô khô một chút. Chắc là khoảng tầm độ tối mai là môi sẽ bong hết. Đấy, mọi người cứ nghĩ là mình đánh son ấy, chứ không ai nghĩ là mình phun môi cả. Thật sự là nó quá là nhẹ nhàng luôn ấy. Đã thế còn không phải kiêng khem gì cả. Mình còn vừa đi ăn ốc về quên mất là mình đã phun môi rồi ấy. Thế nên các bạn làm là cứ yên tâm nhá. Này, cực kỳ nhẹ nhàng luôn này. Trông nhìn như không luôn ý. Nó rất là mỏng thôi. Bây giờ công nghệ vi chạm rất là mỏng, nhẹ nhàng này. Nhìn này, ai bảo phun môi đúng không?